Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Minh Guppy của mình nha. Thì hôm nay thì mình muốn lên clip mà nói về cái vấn đề mà pH các bạn. Thì mình cũng nhận được nhiều câu hỏi của một số anh em cứ hỏi là pH của em nuôi như thế này ok hay không, pH của em như kia có nuôi có được hay không, rồi sự tăng giảm sụt giảm pH gì đó. Thì mình cũng xin chia sẻ một chút cái kiến thức nhỏ nhỏ của mình, cũng có thể đúng cũng có thể sai nha các bạn. Thì anh em mà có sai thì anh em có thể bỏ qua nha, cái nào mà anh em thấy hợp lý anh em thì anh em làm theo nha. Thì mình không có giống như những cái chỗ nuôi khác, hiện tại nhà mình là không có cái dung dịch nào mà để đo pH hết đó các bạn. Thực sự là vậy, không mình không có xài pH luôn. Mấy con cá, mấy con cá này nó có bơi tầm 7 chỗ kìa. Đó, giờ vừa quay cá này, vừa ngắm cá này, vừa nói chuyện nha. Nhà mình nó không có bao giờ mà mình nuôi mình đo pH hết á. Nhưng mà một số anh em á thì cũng mua cá mình về á, cũng đo lại á, thì cũng có báo cho mình á là pH của nhà mình nó tầm 6.5 7 chấm gì đó. Thì kiến thức của mình biết đó, thì con cá bảy màu này á, nó thích nghi ở cái môi trường nó là pH là 6.5 tới 7.5 nha các bạn, là phát triển tốt nhất em đối với con cá bảy màu này là 6.5 tới 7 chấm. Còn ngoại lệ á, còn những cái trường hợp mà pH xuống 4 chấm hoặc là pH nhảy lên 10 chấm á, con cá vẫn sống khỏe á. Thì đó là do cái nói chung là do môi trường của người ta, môi trường nó sống từ nhỏ tới lớn các bạn, nó sống trong cái môi trường pH thấp quen rồi, hoặc là nó sống trong cái môi trường pH cao quen rồi thì nó rất là khỏe. Mình thì mình cứ nhắm theo hướng cái hướng đó đó, nhắm theo cái hướng đó thì con cá của mình á, mình thuần cho nó sao cho pH nó thuần từ nhỏ luôn. Là ví dụ như giờ cái pH của mình đó mình cũng không biết luôn, thì mình cứ thả nuôi vô cái hồ nước đó là một bầy cá con nó nuôi lớn lên miết là pH nó mình không còn quan tâm luôn. Anh em thì mua cá về thì anh em còn quan tâm một xíu, ví dụ như pH nhà anh em thấp quá hoặc là cao quá thì anh em mua những cái con cá mà pH nó nằm trong 6.5 7.5 gì đó, mà anh em thả vô những cái môi trường đó thì con cá rất là dễ bệnh và dễ chết nha các bạn. Nên mình khuyên anh em chơi cá thì anh em phải cảm nhận được con cá, cảm nhận sao là cảm nhận sao thấy nó khỏe là ok nè, làm sao cho nó cái môi trường nó tốt nhất và cái môi trường nó tự nhiên nhất. Mình theo nhắm theo cái hướng đó thôi, chứ mình không có nhắm theo cái hướng là công nghiệp hóa nó. Thì con cá với con người hay là con gì nó cũng cần cái môi trường mà nó thích nghi, nói chung là thích nghi từ nhỏ các bạn đó. Nên anh em có thể là hướng theo của mình nha, nói chung là đừng có quan tâm nó quá. Mấy con này nó càng cưng nó là càng dễ bệnh. Như cái cặp, mấy cặp này mình mua một cặp lần mấy triệu các bạn, 1.5 triệu, mà mình về mình cứ quăng ba lông ba lóc mà nó khỏe. Còn mà cứ ra cứ ngày này các bạn ra soi một xíu, tối các bạn ra soi thì nó đẻ, nó mang ôm bầu chưa. Chiều các bạn ra soi một xíu đó, các bạn một tuần sau là nó bệnh cho các bạn coi. Các bạn cứ chăm nó rồi cho nó ăn kỹ, ngày ăn mấy cử, ăn nhiều ít rồi ít có nhiều quá thì lo mà hút ra rồi nó cứ vọc vô vậy là bệnh đó. Nên các anh em mà chơi cá thì anh em phải biết đây là mấy con si thu nha các bạn. Thì hiện tại mình cũng mua lúc mà mua mắc tiền nè, mà nó chưa ôm bầu, nó ôm trứng nhiều nhưng mà nó chưa đen đầu. Mình thả vài trống mà sao chưa được luôn, không biết có ổn hay không. Còn con cá sai con cá thì cả đây rồi nè, nó so với con út của mình đó thì nó cũng to rồi xíu rồi đó. Bọn này mà đẻ thì nhiều nên cũng yên tâm, không sao cứ để đó thôi, rồi để ra một lứa là nó chất lượng lứa một lứa luôn đó. Mình cũng muốn chia sẻ cái mà hồi xưa anh em cũng hay hỏi mình á, mình có một cái video nói nhỏ nhỏ ở trên đó là mình có kiếm tiền online các bạn. Thì anh em cũng hỏi nhiều mà mình thì cũng trả lời cũng nhiều mà thấy anh em không có
Gì quá thì mình cũng nên nó xin nói rõ, nói ở đây cho anh em có biết, thì anh em muốn á, thì theo mình, còn không thì thôi không sao. Hiện tại mình chơi ở trên cái trò chơi á, nhưng mà là nói thì không phải là bài bạc, nhưng mà nó là bài bạc nó là casino các bạn, casino trên cái quốc tế á. Nhưng mà được cái được có một cái á, là có cái hội nhóm ở Việt Nam nè, lập ra cái quỹ bảo hiểm nè, mình mà làm theo nó là mình sẽ được 1% trên một ngày nha các bạn. Ví dụ như nó kêu mình đánh nào mình đánh đó là mình sẽ được 1% trên tổng tài khoản của mình trên một ngày. Mình trả phí cho nó là 10% trên một tháng thì mình cũng dư ra được là 20% trên một tháng các bạn, trên 20% trên một tháng, tại do trong những ngày mỗi tháng nó có thưởng nữa đó. Hiện tại mình làm cái này tháng mấy, 2 tháng rồi, mình nên mình đỡ áp lực về kinh tế lắm các bạn. Chơi cá này, nuôi cá này bán cũng đâu có ổn định đâu, thì mình có chơi theo cái đó. Thì anh em nào mà đang gặp khó khăn hay là gặp cái gì bất chắc gì đó, thì các bạn có cái xem như là tìm kiếm cho mình một cơ hội mới thôi. Cái loại hình này á, mới về Việt Nam chưa được năm nhưng mà nó phát triển rất nhanh. Nói chung là đường nào các bạn cũng sẽ sau này các bạn cũng sẽ nghe nghe tới nó thôi, lúc nào thì coi nào thì gì đó. Nhưng mà cái này là nó phát triển rất là chóng mặt, lúc mà mình vô có được 1.000 người à, mà giờ người ta mình chỉ 1 tháng trước à, mà hiện tại bây giờ là 4-5 ngàn người rồi các bạn, nó vô nó cấp số nhân các bạn. Mà cái sòng casino này á, là sòng rất uy tín nha các bạn. Cái công ty game casino này rất là uy tín ở trên thế giới đó. Nên các bạn tiền các bạn nộp vô trong casino, chứ các bạn không có nộp cho thằng bảo hiểm. Các bạn muốn đánh, các bạn muốn làm gì trong đó cũng được, nhưng mà các bạn muốn theo bảo hiểm á, thì các bạn phải tuân theo luật của nó. Nhưng mà các bạn đánh, mà đánh lỡ mà nó đọc cho bạn sai á, đọc với bạn mà thua hết tiền luôn á, nó sẽ hoàn trả lại cho các bạn. Ví dụ các bạn nạp 100 đô đi, thì các bạn nó đọc cho các bạn đánh thua hết 100 đô á, là nó sẽ hoàn lại cho các bạn 100 đô luôn. Tại vì cái bảo hiểm này nó cũng uy tín đó, nó sẽ trả hết. Rồi còn cái công ty game này á, thì cũng uy tín trên trên thế giới luôn đó. Anh em nào mà có cái nhà hứng mà đầu tư kiếm tiền á, thì cứ liên hệ mình qua số Zalo á, mình có để đó. Thì đây là mình muốn chia sẻ cái công việc mình làm ở trên online thôi, chứ không có giấu giếm gì hết. Anh em nào muốn kiếm thêm á, thì cứ alo mình. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Mình cũng muốn bật mí một xíu thôi, để cho cái thời gian dịch này nè, tiền các bạn gửi ngân hàng, tại do mình cũng gửi ngân hàng cũng có một ít vốn 100 mấy à, mình gửi ngân hàng tháng có được mấy chục ngàn à, mấy trăm ngàn. Thà mình làm cái này 1 tháng mình kiếm được mấy mấy chục triệu đó, dạng vậy. Thì ai cũng thấy là dễ kiếm tiền hết, ai cũng sợ, nói chung là ai cũng sợ mất. Nhưng mà mình thôi, làm cái gì đầu tư cái gì cũng có rủi ro các bạn, thì cái rủi ro này nó thấp thì mình cứ quất thôi, và cái lợi nhuận nó đem về rất là cao, nó đưa tiền về cho mình á, nó trả tiền hàng ngày luôn. Mà các bạn mà chơi là các bạn rút được hàng ngày luôn, các bạn không muốn chơi nữa các bạn rút sạch vốn luôn cũng được đó. Như vậy nó là dòng casino, mà cái này là Việt Nam nó không cấm nha các bạn, là do nó giao dịch nó casino quốc tế, mà giống như những cái casino ở trong cái resort mới rồi thôi, trò chơi giống ở đó. Nên anh em cứ yên tâm không sao, tại do cái nó phát triển rất nhanh. Nếu mà phát triển mà nó bị nó mà gì cái là nó đâu còn được như vậy nữa, anh hiểu không? Nếu mà nó bị trục trặc cái gì đó là nó đường nào nó cũng sập liền. Còn cái các bạn có hỏi thì sập cái sòng có sập hay không, thì mình tin là không các bạn, tại do nó có ăn like trong cái lực đánh của mình á, cái nó có để thủ, nó có thể duy trì được cái gì của nó, là duy trì được cái lượng của nó, là nó có không có bao giờ nó gì hết, nó càng phát triển mạnh thôi. Đây game casino online nha, đó nó rất là minh bạch. Nói chung là các bạn mà có muốn tìm hiểu thì các bạn nhắn vô Zalo mình á, mình chia sẻ cách cho, để anh em cùng kiếm tiền tiêu Tết thôi. Đây là cái chia sẻ thật nha, tại do mình nộp vô đó thì mình cũng không giấu gì, là 5.000 rồi, 5.000 các bạn. Hồi trước mình cứ chơi có 200 đô à, mình chơi theo một hồi thì mình thấy tin tưởng được á, mình nộp 5.000 thì đó.
5.000 đô nha, chứ không phải 5.000 Việt Nam đồng nha, nên cũng tháng cũng đỡ, nói chung cũng đỡ cái áp lực về kinh tế nuôi con nuôi đồ. Nuôi cá thì giờ vừa nuôi vừa chơi cái này cũng ok lắm các bạn. Nên thôi nói chung nói dài quá thì anh em kêu mình dụ anh em nữa, thôi mình không nói nữa, mình nói sơ sơ rồi thôi. Ai ai mà có nhã hứng hoặc là cái gì thì cứ liên hệ Zalo của mình có sẽ chỉ rất là nhiệt tình cho anh em. Rồi cuối video thì mình xin chúc anh em vui vẻ nha. Hiện tại là mình lên ít video lắm, là do là không, mình nói thật hết luôn là mình không có phải là giấu gì hết, là mình ý tưởng của mình á làm trăm mấy chục video rồi mà làm xoay quanh được con cá này á thì nó cũng nhạt nhòa lắm á các bạn, nên cứ làm đi làm lại một video thì anh em thấy nhàm chán á, nên hiện tại mình cũng ít làm video, tại do những cái video mình đã làm hết rồi, anh em mà có thể là không biết gì có thể lui lại phía trước, hoặc là anh em mà cần cái giải đáp cái câu hỏi nào quá cần thắc mắc thì anh em cứ hỏi mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.